chiều tranh thủ vô làm kèo anh em ơi. Bữa dẫn anh Hải vô đây, anh đem cặp mồi anh đây quýnh mà bắt không được máy nữa nha. Máy tận quá. Nay mình rảnh rảnh vô giật lại con mồi của anh Hải là. Bữa cũng quýnh con mồi anh Hải với con này với con trống máy của anh Hải đem lên nữa. Quýnh trong lùm xanh đó, ba con mồi quýnh bắt không được. Nay mình đi một mình thôi. Đi một con máy của anh Hải à. Vô quýnh kèo ngay chỗ cũ là coi. Coi đá không nha. Bữa nó không đá, bữa nó về mà nó không đá. Nay coi đá không. Mà giờ nắng quá không có quay phim được. Chừng nào dính quay nha anh em. Không dính thôi. Dính mới có clip nha, không dính là khỏi lên clip á. Rồi anh em chờ xem nha. Nghe chuông reo không anh Hải? Bữa để cho anh bắt, anh chịu bắt, nay tôi bắt nha, anh đừng nói gì nha. Lấy con mồi của anh bẫy luôn nè. Bữa để cho anh bắt chim anh lên mồi, anh chịu cho sung. Anh chịu bắt, anh chơi. Chơi con này, nay tôi bắt nha. Đó, máy của anh này với ai. Nhớ ra bụi trên nè, ở trong đó ra đá nè, thấy không? Dính đàng hoàng chứ. Máy của anh nè. Ổn nè. Anh đừng tiếc nha. Chê tôi bắt nha. Kim cũng đẹp ghê. Nay quýnh quà tắm luôn nè anh Hải ơi. Dính mà trống cũng dính luôn nha. Bữa anh gài. Bữa anh gài đây. Bữa anh gài đây chứ. Nay cắt cỏ trống lỏng à. Đó ngay bụi cây này, bụi xanh nè. Bay qua đá liền như gì đâu. Anh bắt tôi bắt như sao vậy. Rồi, mình mở nha.